Tại nước Mỹ, Nhà Trắng cho biết đang đề xuất gói chi tiêu mới trị giá 3.000 tỷ đô la Mỹ. Gói chi tiêu mới này sẽ chú trọng đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các chương trình chăm sóc trẻ em. Các cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ trình bày đề xuất chi tiêu trị giá 3.000 tỷ đô la Mỹ trong tuần này. Dự kiến trong kế hoạch chi tiết cho gói chi tiêu mới, 400 tỷ đô la Mỹ sẽ được dành để chống biến đổi khí hậu, 200 tỷ đô la Mỹ cho đầu tư hạ tầng nhà ở, 100 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các gia đình thu nhập thấp và 60 tỷ đô la Mỹ cho năng lượng sạch. Ngoài ra các chương trình hỗ trợ người lao động, chăm sóc trẻ em và hỗ trợ sinh viên cũng là những hạng mục tài trợ được chú trọng trong gói chi tiêu mới này.